Cho dù đây là một cầu thủ có thể chơi rất tốt và chơi thuận bên phía cánh trái, nhưng sự xuất hiện của Quang Hải bên cánh phải đã rất nhiều lần gây ra bất ngờ cho đối phương, và như những bàn thắng vào lưới của Myanmar chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi nghĩ đó chính là điều mà ông Park Hang-seo đang muốn tạo ra cho đối thủ của mình, một sự bất ngờ. Quang Hải đá cánh trái thì chúng ta đã quá quen rồi, sự nguy hiểm của cầu thủ này như thế nào thì chúng ta cũng đã biết, với chiếc chân trái cực kỳ kỹ thuật khéo léo. Như vậy là Công Phượng sẽ đá check sang bên phía cánh trái và tất nhiên Đức Chinh là người đá cắm. Chính Đức Chinh đã tự xây dựng cho mình vị trí đá chính ngày hôm nay với màn trình diễn tốt trước Ulsan Hyundai, trận giao hữu trên sân vận động Hàng Đẫy, và sau đó là một bàn thắng vào lưới của Palestine, trận đá hôm 4 tháng 1 vừa qua. Tất nhiên là những gì mà chúng ta đang thấy trên sân trong cách bố trí của huấn luyện viên Park Hang-seo nó sẽ chỉ là tương đối thôi. Và các vị trí của U23 Việt Nam vẫn có thể xoay chuyển và hoán đổi vị trí ở từng thời điểm cụ thể. Cách mà ông Park Hang-seo xây dựng đội hình 3-4-3 với Duy Mạnh đá vị trí trung vệ sẽ tạo ra sự linh hoạt rất lớn trong những trận đấu như thế này. Nhưng điều quan trọng vẫn là khâu tập trung. Chúng ta vẫn đang duy trì được số lượng cần thiết ở hệ thống phòng ngự. Pha xử lý của Quang Hải. Điều kiện thời tiết khiến cho mặt sân của sân vận động Côn Sơn không thực sự tốt. Công Phượng! Trong những trận đấu trước những đối thủ mạnh như thế này thì các pha xử lý của chúng ta nếu được xử lý dứt khoát, những quyết định được đưa ra nhanh chóng sẽ giúp cho cơ hội kiểm soát bóng của chúng ta lớn hơn. Đá trước một đối thủ mạnh hơn về thể lực so với chúng ta và cũng đã quá quen với điều kiện thời tiết thế này thì tôi thấy là những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện trong khoảng 10 phút vừa qua là khá hợp lý. Chúng ta không vội vàng lao vào những cuộc tranh chấp bóng quyết liệt của đối phương để giữ sức. Thời gian trận đấu vẫn còn rất nhiều, bởi đây mới là những phút đầu tiên. Gần như là chúng ta đang đá với 5 cầu thủ phòng ngự khi mà Duy Mạnh cũng chơi rất thấp. Và các vị trí hậu vệ biên của chúng ta vẫn đang có được sự tập trung. Huấn luyện viên Park Hang-seo tất nhiên là rất hiểu bóng đá Hàn Quốc, rất hiểu đội tuyển U23. Bọc lót cho nhau tốt. Xuân Trường bóng chạm tay một cầu thủ của U23 Hàn Quốc nhưng trọng tài đã không phát hiện ra. Quyết định vừa rồi là chính xác khi Văn Thành đã bị phạm lỗi. Liên tục là những tình huống mà hai tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Đức Huy băng sang bên phía cánh phải để hỗ trợ cho vị trí hậu vệ cánh của Văn Thanh, khi mà đội bạn cũng khai thác rất nhiều ở những tình huống tấn công biên nơi mà Văn Thanh đảm nhiệm. Bóng đá Đông Nam Á lúc này đang nhìn vào U23 Việt Nam, khi mà chúng ta đã biết ở hai trận đấu đầu tiên thì hai đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia đều đã để thua ở trận đấu ra quân. Đội tuyển U23 Thái Lan thua đối thủ khá quen thuộc là U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-1, trong khi Malaysia nhận thất bại đậm hơn 1-4 trước cựu vô địch là U23 Iraq. Hình ảnh từ những trận thua đó là một khoảng cách vẫn còn tương đối lớn giữa bóng đá khu vực Đông Nam Á và những nền bóng đá mạnh như Đông Á hay Tây Á. Và đúng như anh Dũng nói, khu vực Đông Nam Á đang chờ rất nhiều vào một màn trình diễn tốt hơn từ các cầu thủ U23 Việt Nam ngày hôm nay. Cho dù thách thức ngày hôm nay còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mà Malaysia hay Thái Lan phải trải qua, vì U23 Hàn Quốc được đánh giá là một trong hai đội bóng mạnh nhất ở giải đấu lần này. Quang Hải phạm lỗi. Ngoài 6 cầu thủ đã từng chơi ở giải U23 châu Á năm 2016 thì 5 cầu thủ
đã đá ở giải U20 thế giới ngày hôm nay đều là những gương mặt xuất sắc và kinh nghiệm trận mạc. Những giải đấu lớn mà họ từng tham dự sẽ mang đến sự tự tin cần thiết ngày hôm nay dành cho các cầu thủ của chúng ta. Đây thực sự là những pha bóng rất nguy hiểm cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Những sự điểm không tốt của cầu thủ bên phía U23 Hàn Quốc đó là số 10 Jun Se-won. Nhưng rõ ràng nó đã cho thấy sự đáng sợ của U23 Hàn Quốc. Trước cầu thủ phòng ngự có số đông của chúng ta thì một phương án làm tường rồi nhả bóng lại cho tuyến hai dứt điểm như vừa rồi là rất đáng chú ý. Cầu thủ đã làm tường trong tình huống vừa rồi là Quang Hữu, người đang chơi bóng cho câu lạc bộ Tubize của Bỉ. Quang Hữu là cầu thủ của FC Seoul nhưng đang được chơi bóng tại Bỉ theo hợp đồng cho mượn. Và đó là một trong hai cầu thủ chơi bóng ở châu Âu của U23 Hàn Quốc tại giải đấu lần này, bên cạnh cầu thủ Park In-hyuk đang ngồi trên băng ghế dự bị, người đang chơi bóng ở Serbia. Trong thành phần của U23 Hàn Quốc còn có một cầu thủ cũng đã từng thi đấu ở Đức trong áo Hamburg nhưng đã hết hợp đồng là Siêu Yong Je. U23 Hàn Quốc tập trung rất nhiều vào những tình huống tấn công ở bên phía hành lang cánh trái với sự cơ động của số 19 Cúc Tê Yong. Và đây cũng là nơi mà các cầu thủ của chúng ta đang phải tập trung rất nhiều, khi ngoài Văn Thành thì Xuân Trường và Đức Huy sẵn sàng băng ra để hỗ trợ và bịt kín con đường tiến về phía khu vực 16m50. Nhìn như thế cũng có nghĩa là chúng ta cũng phải chú ý nhiều tới khu vực trung lộ và những pha lên bóng ở bên phía cánh phải của đội bóng áo đỏ. Tình huống dứt điểm đầu tiên của U23 Hàn Quốc đến từ một tình huống tấn công trung lộ như vậy với sự đập nhả khá linh hoạt. Dù sao thì chúng ta vẫn đang thành công khi không để cho U23 Hàn Quốc đưa bóng tiệm cận khung thành của Tiến Dũng. Xuân Trường, đường chuyền nhanh của Xuân Trường, Đức Trinh, Công Phượng. Pha xử lý cuối cùng của Đức Trinh chưa hẳn đã là một đường chuyền tốt nhất nhưng nó cũng mang đến sự tự tin nhất định cho chúng ta. Tôi nghĩ đó là tình huống mà Đức Trinh vẫn hoàn toàn có thể xử lý thêm một hai nhịp nữa, vì phía trước và sau lưng Đức Trinh không có cầu thủ nào bên phía U23 Hàn Quốc. Đoàn Văn Hậu vẫn là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình của U23 Việt Nam dự giải đấu này. So với lứa những cầu thủ hầu hết là 21, 22 tuổi, một cầu thủ phải rất đặc biệt với 18, 19 tuổi mới có thể dự được một giải đấu ở tầm cỡ châu lục. Xuân Trường, cú đá từ xa của Xuân Trường, một trong những người có rất nhiều quyết tâm ở trận đấu ngày hôm nay. Chính Xuân Trường cũng đã khẳng định rằng anh rất muốn chứng tỏ khả năng của mình trước U23 Hàn Quốc. Và Xuân Trường cũng là một trong những nhân tố cần thiết của chúng ta với những năm tháng chơi bóng cho Incheon United hay Gangwon. Hai năm ở Hàn Quốc và việc chỉ chơi khoảng 6 trận với khoảng thời gian hơn 300 phút là quá ít. Và hôm nay thì Xuân Trường, sau một quãng thời gian tập trung của đội tuyển, được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho nhiều cơ hội. Rất có thể cầu thủ của chúng ta, người đang mang băng đội trưởng, sẽ có được phong độ tốt ở giải đấu lần này. Những pha bóng đáng chú ý nhất cho đến lúc này của U23 Việt Nam đều qua chân của đội trưởng Xuân Trường. Xuân Trường cũng là người mà ông Park Hang-seo và các cổ động viên Việt Nam rất muốn anh sẽ thể hiện được khả năng của mình và truyền lửa tới các đồng đội trong trận đấu rất khó khăn ngày hôm nay. Và cắt bóng là của Văn Thanh. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của U23 Hàn Quốc, một điều không bất ngờ, lên tới 81%. Khi hai đội gặp nhau hồi tháng 7 năm ngoái thì tỷ lệ kiểm soát bóng khá bất ngờ lại nghiêng về phía U23 Việt Nam. Nhưng rõ ràng là tính chất của trận đấu ở vòng loại và ở vòng chung kết này cũng như hai thời điểm là rất khác nhau. Đúng là như vậy.
Ngoài tính chất thì còn do lịch thi đấu nữa. Thời điểm diễn ra vòng loại tại Thành phố Hồ Chí Minh thì giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League Classic đang diễn ra. Và khi đó U23 Hàn Quốc không mang sang Thành phố Hồ Chí Minh đội hình mạnh nhất. Nhưng lần này thì họ có tới 13 cầu thủ đang đá tại K-League Classic. Pha bóng hay của cầu thủ U23 Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý tốt. Văn Hậu. Nhà bóng ơi, quá hay. Và điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Côn Sơn. Một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu. Một tình huống nhả bóng lại cực hay. Và sau đó là một khoảnh khắc mà chúng ta sẽ còn phải nói rất nhiều. Cú cứa lòng bằng chân trái tuyệt vời của Quang Hải. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu. Với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar. Chúng ta xem lại pha bóng này một lần nữa. Pha nhả bóng của Công Phượng cũng là rất hay, rất tỉnh táo để bóng đến đúng vị trí, đúng tầm chân dứt điểm của Quang Hải. Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10 ở cách mà Văn Hậu vượt qua cầu thủ đối phương, ở cách mà Công Phượng nhả bóng lại và đặc biệt ở cách mà Quang Hải khiến thủ thành của đội bạn phải vào lưới nhặt bóng. Quang Hải không cao nhưng rõ ràng tất cả đều phải ngước nhìn anh. Một cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt. Luôn là như vậy. Dẫu biết rằng thời gian còn lại của trận đấu là rất rất nhiều, thử thách sẽ là rất rất lớn, nhưng trước một đối thủ như vậy thì bàn thắng vừa rồi sẽ mang đến cho chúng ta nhiều sự tự tin. Nhưng anh Dũng cũng thấy rằng nó không phải là một bàn thắng may mắn mà nó đến từ một thế trận đã có sự hợp lý ngay từ đầu, chơi chậm chắc với số đông cầu thủ bên hàng phòng ngự. Quang Hải thì thường xuyên lui về phòng ngự, đá chếch sang bên phía cánh phải. Và có lẽ sự xuất hiện của anh hay sự xuất hiện của Văn Hậu đã là một bất ngờ nhất định với cầu thủ U23 Hàn Quốc. Rõ ràng đã có sự tính toán rất kỹ và nghiên cứu kỹ đối thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự xuất hiện của Quang Hải khá bất ngờ ở một vị trí hơi chếch về cánh trái và trung lộ. Thực sự đã khiến cho các hậu vệ của U23 Hàn Quốc chưa kịp đưa ra phương án để bọc lót và kèm cầu thủ của chúng ta. Bây giờ chắc chắn sẽ là những thử thách còn lớn hơn dành cho U23 Việt Nam khi mà đối thủ sẽ dâng cao và đẩy cao tốc độ của trận đấu hơn. Đúng là như vậy, một đội bóng lớn khi phải nhận bàn thua như vậy và khi sự tự ái của họ xuất hiện thì sẽ rất đáng ngại. Nhưng chúng ta phải giữ được sự tự tin cần thiết. Và chắc chắn sự tập trung cũng sẽ mang đến những phút giây phòng ngự hiệu quả. Quả đá phạt này cũng là một thách thức với nhiều cầu thủ đá phạt hay của U23 Hàn Quốc. Khoảng cách khoảng 30 mét đến khung thành của Tiến Dũng. Cú đá không chính xác. Bóng chưa chạm tay Bùi Tiến Dũng. Hai pha dứt điểm và chúng ta có một bàn thắng. Một hiệu quả rất cao. Công Phượng. Quang Hải. Đường chuyền cho Đức Trinh. Thể hình của đội bạn quá tốt. Pha băng lên kịp thời của Văn Hậu. Sau những thử nghiệm thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả các cầu thủ của mình trở về vị trí sở trường của họ, nhất là Văn Hậu khi được đá vị trí quen thuộc hậu vệ trái. Không còn một Văn Hậu lóng ngóng khi đá vị trí trung vệ nữa. Cầu thủ đã mở tỷ số vừa bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Cúc Tai Yeong. Yeong là tiền vệ cánh trái và đã có nhiều tình huống dâng cao. Nhưng khi những áp lực của chúng ta bắt đầu xuất hiện thì cầu thủ này phải lui về và tham gia nhiều hơn ở khâu phòng ngự.
Trước giải đấu này thì truyền thông Hàn Quốc cũng đánh giá U23 Việt Nam là đội bóng có thể gây bất ngờ ở bảng D và ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Một điều khá đặc biệt đó là có thể không có được những kết quả tuyệt vời nhất trước các đội bóng Hàn Quốc, nhưng khi chúng ta ghi bàn vào lưới của các đội bóng Hàn Quốc thì lại là những bàn thắng rất ấn tượng. Pha ghi bàn của Công Phượng trên sân Vận động Thống Nhất là một bàn thắng rất hay, và bàn mở tỷ số ở trận đấu này cũng là một tuyệt phẩm. Hoàng Ký Úc. Chúng ta gần như đang chơi nửa sân bên phần sân nhà và tạo nên một thế trận vững chắc. Một tình huống thổi phạt cầu thủ bên phía Hàn Quốc. Những phẩm chất kỹ thuật của Công Phượng hay của Quang Hải cũng được sử dụng rất đúng lúc. Đức Trinh phạm lỗi. Tuy rằng đó là một tình huống phạm lỗi, nhưng sự càn lướt như vậy sẽ tạo ra những áp lực cần thiết. Có lẽ cách mà ông Park Hang-seo sử dụng Đức Trinh trong trận giao hữu mới đây với câu lạc bộ Ulsan Hyundai đã giúp ông tự tin vào việc tiếp tục đặt niềm tin vào Hà Đức Trinh ở trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ U23 Hàn Quốc, một đội bóng mà giới chuyên môn nhận định là có lối chơi cũng không khác so với Ulsan Hyundai. Pha chạm bóng khá tinh tế để giúp Đức Trinh có bàn thắng vào lưới Ulsan Hyundai, và sau đó là bàn thắng giúp chúng ta mở tỷ số trước U23 Palestine đã giúp cho tiền đạo này có được vị trí đá chính ngày hôm nay. Những cầu thủ đã từng chơi ở giải U20 thế giới của U23 Việt Nam gồm có thủ môn Bùi Tiến Dũng, Công Phượng. Pha xử lý tốt của Văn Hậu, rất tự tin. Sự tự tin đã đến sau bàn thắng, và sau đó là một loạt những pha xử lý cho thấy rằng khi tự tin người ta có thể làm được nhiều điều. Đường chuyền của Quang Hải. Một loạt những tình huống về bóng cho thấy là các cầu thủ của chúng ta đang chơi với một sự tự tin cần thiết. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi phát biểu trước trận đấu, ông nói rằng điều ông quan tâm nhất không phải là thời tiết, không phải là đối thủ mạnh như thế nào, mà là việc các cầu thủ của ông có được sự tự tin hay không. Chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng vì trận đấu vẫn còn rất dài, nhưng nếu như phải đưa ra một câu trả lời cho đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ của chúng ta đang chơi bóng một cách tự tin và tập trung. Pha băng ra hợp lý của Bùi Tiến Dũng. Những cầu thủ từng dự giải U20 thế giới ngoài thủ thành Bùi Tiến Dũng còn có trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Hà Đức Trinh, cũng như tiền vệ cánh Quang Hải. Cúc Tè Dông. Hoàng Ký Úc. Pha đánh đầu phá bóng của Văn Hậu. Trong đội hình U23 Việt Nam có lẽ Văn Hậu là một trong số ít những cầu thủ có thể so sánh với đối phương về thể hình. Thể hình tốt đã giúp cho Văn Hậu tì đè người hợp lý để vượt qua cầu thủ đối phương, thực hiện đường chuyền ngược lại cho Quang Hải dứt điểm. Các cầu thủ chúng ta vẫn đang chơi với đội hình thấp. Pha xử lý của Duy Mạnh rất nhịp nhàng. Đức Trinh lỗi rồi.
Pha phạm lỗi của trung vệ đội trưởng Wang Hyun-su. Đức Huy. Thêm một tình huống dâng cao nữa của Văn Hậu. Ngoài 5 cầu thủ từng dự giải U20 thế giới thì những cầu thủ còn lại đều